Chả này là một một ngày mà một buổi sáng như mình bán được tầm bao nhiêu ký chả chị? Dạ. Cái này là 13 chai nha. 13k nè các bạn. Ha. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang ngã tư Thuận Kiều và Phạm Hữu Chí với các bạn, chỗ bệnh viện Chợ Rẫy mình các bạn. Hôm nay mình đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về chị Lý bánh mì chả nha các bạn, rất hấp dẫn luôn. Bây giờ chúng ta cùng vào trong xem nha các bạn. Đây là chị Lý bên đây các bạn. Hello chị Lý, khỏe không chị? Dạ khỏe. Bữa nay chị mặc bộ đồ rất là đẹp luôn các bạn. Áo dài bà ba hả ta? Mình vẫn dọn ra từ lúc 6 giờ hả chị? Chị đang làm nha các bạn. Dạ, chị đang tập trung. Dạ. Chị vẫn bán 10k, 13k trên một ổ nha các bạn. Đây, mình đứng kế bên này mà nghe mùi bánh mì có hấp dẫn luôn các bạn. Một cái mẹt bánh mì đơn giản thôi các bạn. Gồm có chả Huế, chả thịt nha các bạn, không phải là chả cá đâu. Rồi có dưa leo, rau găm, đặc biệt là ớt. Đây, hai chị em bán xuyên suốt luôn ở địa chỉ này các bạn, ngay chân ngã tư Thuận Kiều, kế bên Thuận Kiều luôn các bạn, đường trên đường Thuận Kiều và đường Phạm Hữu Chí nha các bạn. Ổ 15k, bình quân là 13k thôi các bạn. Các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. Hay nè, các bạn nhìn thấy cái thớ thịt của cái miếng chả này, nó dày rất là dày luôn. Đó nè các bạn. Đây các bạn nhìn xem nè. Trời ơi. Chả nó còn nóng nha. Dạ, mình vẫn dọn ra là lúc 6 giờ hả chị? Đúng rồi. Mình bán tới tầm khoảng 10 giờ 11 giờ. Đúng rồi, 10 giờ. Dạ. 10 giờ, 10 giờ mấy là chị. Nhưng ngày hết chả sớm thì chị về sớm. Bữa chúng lớn là về sớm. Nhiều lúc khách đang mua chả nhiều quá. Dạ. Chị hết chả. Nhiều lúc là bánh mì là riêng ha, còn khách mà mua chả về để dành ăn là riêng hả chị? Dạ, chả lè đó, hình như em nhớ mày mại là 140 ký hả chị? Đúng rồi. 140.000 một ký nha các bạn. Ở đây chị bán không kịp luôn, hai chị em ngay chân góc ngã tư này. Đó, các bạn nhìn thấy ổ bánh mì ở bên trong chả rất là nhiều luôn các bạn. 13k thôi ăn là no mệt xỉu luôn các bạn. Các bạn thấy đơn giản thôi, chỉ có dưa leo, rau găm. Mà đặc biệt ở đây là điểm nhấn của chị là chả của chị làm nha các bạn. Chả này là chả đặc sản của Huế hả chị? Đúng rồi. Đó, xong thêm nữa cái keo bên này nè. Đó. Đó, hai điểm nhấn luôn, miếng muối ớt đó các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Mình nhắc lại là chị bán ngay chân ngã tư Thuận Kiều và Phạm Hữu Chí, lúc 6 giờ rẽ giờ sáng tới 10 giờ trưa 10 giờ nha các bạn. Các bạn nhanh tay đến thưởng thức và ủng hộ chị bán rất là lâu năm rồi. Đây. Đó, cho các bạn xem góc ngã tư nè. Chả này là một ngày mà một buổi sáng như mình bán được tầm bao nhiêu ký chả chị? Dạ. Cái này là 13k nha. 13k nè các bạn. Đây khách luôn. Các bạn ăn thêm thì báo chị là chị sẽ để trả thêm với bổi thêm nha các bạn.
khách luôn. À, lúc nào chị cũng bị vây kín nha các bạn. Góc ngã tư mà. À, chú lên luôn rồi chị ơi. Một ổ cho chú, hai ổ ngoài này cho anh trai. K nữa các bạn, quá trời luôn. Chả nó còn nhiều hơn ổ mày nữa các bạn. Cứ mặc định là 13k nha các bạn. À, các bạn kêu thêm thì các bạn báo với chị Lý, chị sẽ làm thêm cho các bạn. Dạ dạ rồi, dạ nghe, dạ nghe. Mình tìm không ra hả gì anh? Ờ, đi cái giờ sái. À dạ. 30 giả nữa. Rồi mới đặt tôi tìm. Em hai ổ nha, tí khi nào tới em nhắn cho. Rồi 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 rồi. À, các bạn mua bánh mì chả xong rồi các bạn có muốn mua thêm thì các bạn kêu chị Cân nha các bạn. Chú không ngớp. Để cho các bạn xem nè. Quay một vòng nha. À. Nửa ký chả. Tính được chị. Đầy đủ chị. Ok, ok. Okay. Chắc là đôi không chị? Đây, chả lên rồi các bạn, rất là nóng luôn. Thôi còn nóng lắm. À, nửa ký cho anh trai, nửa ký cho chị gái. Ở 15 bên đường. Giống em nhưng mà không lấy đâu. Là bị trang em nhưng mà không lấy đâu. Còn lấy vô liền.
5 ổ. Sắp tới liên khúc chiều mưa luôn các bạn, sau lưng mình quá trời luôn. Đó, còn sau lưng mình nữa các bạn. Năm năm hai độ không các bạn. Rất là đông luôn các bạn. Mười lăm ca các bạn. Góc ngã tư Thuận Kiều với Phạm Hữu Trí nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Các bạn có muốn thưởng thức bánh mì chả thịt các bạn, đặc sản của Huế, thì các bạn ghé địa chỉ ngay góc ngã tư Thuận Kiều Phạm Hữu Trí của quận 5 nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.